các bạn thân mến, mỗi lần mà ra công trình công trường Hấu Chua thì lại là một lần cảm xúc khác nhau. Buổi chiều ngày hôm nay cũng vậy. Buổi sáng sau khi mà mua thêm ống nước để nối nước từ trên nhà tủa xuống thì buổi chiều ngày hôm nay công trình đã có thêm rất nhiều nước để đổ bê tông rồi. Và cái điều quan trọng là khi mà có nhiều nước thì cái tiến độ nó cũng đã được đẩy lên rất là nhanh. Vì mấy hôm trước cũng đã đập được và nghiền được rất nhiều đá rồi. Và có một điều nữa là cái khúc cua đầu tiên thì bà con cũng đã hoàn thiện rồi. Đó, cái chỗ này thì đã được mở rộng hơn rất là nhiều để khi mà đi cua xuống thì nó sẽ an toàn hơn. Và nếu mà sau này có điều kiện thì mình sẽ làm thêm một cái lan can sắt ở đây để tăng cái tính an toàn của nó, phòng trường hợp khi mà đứt phanh hoặc là trở nặng quá hoặc là bị làm sao đấy, hoặc là say rượu đi chẳng hạn, thì sẽ không bị những cái điều là không may không hay nó xảy ra. Đó, đã mọi người cũng đã đổ cái đoạn này vô cùng là rộng luôn và làm cái hệ thống chống trơn trượt rất là đẹp luôn này, kẻ vạch chống trơn trượt này. Và như mọi người nhìn thấy thì cái màu bê tông ấy mới ấy, thì nó sẽ màu xỉn hơn. Và đây rồi, quãng đường ngày hôm nay đổ được rất là dài luôn. Mình rất là vui khi mà buổi chiều ngày hôm đến ấy thì nhìn mọi người đổ được một cái quãng siêu dài luôn, nhìn rất là thích mắt luôn và nó rất là đẹp ấy. Nó khiến mình cảm thấy vô cùng là phấn khích ấy. Và có những cái đoạn thì nó cũng bắt đầu khô rồi. Chỗ này chưa được, chỗ này chưa được, vẫn phải dẫm ra ngoài. Đấy. Chỗ này mọi người kẻ rất là to luôn, kẻ vạch rất là to luôn. Có lẽ là buổi chiều ngày hôm nay là một trong những cái buổi chiều mà công việc nó diễn ra hiệu quả nhất trong tổng cái quãng thời gian vừa qua khi mà làm con đường này. Vì nhìn cái chiều dài này là mình biết rằng là để đổ được dài này không hề dễ dàng một chút nào đâu. Đó. Mọi người vẫn rất là chăm chỉ miệt mài. Tôi tạm gọi là binh đoàn kiến Hấu Chua, làm không nghỉ, miệt mài ngày đêm. Cứ mỗi mét đường được đổ là niềm vui nó lại được nhân thêm mấy lần. Thì chỉ là nhanh thôi thì sẽ làm được đến đoạn cổng trời. Khi mà làm đến được đoạn cổng trời thì cũng đi được gần 1/3 quãng đường rồi. Và chắc là ngày làm việc hiệu quả nhất ấy, vì cái đống cát nó ở tít trên và cái con đường nó tít phía dưới này. Khi mà sử dụng những cái máng chuyển như này thì mình đã bổ sung thêm rất là nhiều máng thì để cái quãng đường đổ nó được dài ấy. Nên là mọi chuyện nó cũng sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Đẹp quá, hôm nay đổ đẹp quá nhỉ. Thấy thế nào? Đẹp. Em thấy thế nào? Thấy đẹp á? Sỏi lần này nghiền lại hơi bé à? Lúc thì nghiền to, nghiền bé nhỉ. Đấy. Em thấy thế nào? Đẹp à? Đẹp như thế nào? Đẹp như... như cao tốc không? Như đấy. Như đường cao tốc luôn nhỉ? Rất đẹp luôn. Anh Lúa, anh thấy đường đẹp như nào? Hả? Đẹp. Đẹp như thế nào? Hả? Đẹp như thế nào? Chả đẹp rồi đâu. Đường đẹp thì đẹp đâu. Nó đẹp thì đẹp đấy á? Ừ. Thế đường mình mở mà mình không biết là nó đẹp thế nào à? Làm như thế nó mở đất đẹp. Như thế này thấy đẹp rồi à? Đẹp như đường cao tốc ấy nhỉ? Ừ. Những người đàn ông Mông rất là hiền lành, rất là dễ thương luôn. Đây, nhìn cái bê tông chảy này, nhìn rất là thích mắt, rất là vui mắt đấy. Giá như mà nó cứ chảy quanh năm suốt ngày tháng thì có lẽ là cái con đường này làm chỉ mất 1-2 tuần thôi là xong. Chứ, thấy đường đẹp không? Đẹp như thế nào? Đẹp thôi hả? Không biết là hết ngày hôm nay thì đổ đến đâu, tôi cũng khá là hồi hộp. Bây giờ đang là 6:30 chiều rồi, thì mọi người sẽ đổ khoảng 1 tiếng rưỡi nữa.
khoảng bây giờ mới là 4:30 chiều, nhầm, đổ 1:30 nữa, khoảng 6 giờ thì có lẽ là còn phải đổ được thêm một đoạn khá là dài. Tổng cái lượng xi măng mà con đường đã sử dụng là đến ngày hôm nay là 20 tấn, vẫn chưa đổ hết 20 tấn đâu, nhưng mà mình đã mua mang đến là 20 tấn rồi, cũng khá là nhiều rồi. Sao đây? Dạ. Nghỉ một tí à? Không, dây nứt đá tuột, không biết tuột ở đâu ấy. Hả? Dây nứt ở đâu không biết, nước không chảy rồi. À, bị tuột dây nước rồi, lại bị mất nước à? Ôi, lại hết nước rồi các bạn ạ. Đấy, hôm nay mua ống mới nối ra được bằng này. Hình như là nó lại bị mất rồi, nó không chảy nữa. Vẫn là cái câu chuyện là nước và đá. Hai cái thứ mà thiếu thốn nhiều nhất. Xin chào. Thấy đường đẹp không? Có. Đẹp như nào? Hoa. Hả? Đẹp như hoa á? Như nào mà em lại ví là nó đẹp như hoa? Bông hoa với con đường nó khác nhau mà. Đẹp như nào? Học lớp 8 đúng không? Lớp 7. Lớp 7 à? Nào thế thì trả lời xem là đường đẹp như nào. Hả? Lấy chữ hoa là. Đẹp như nào? Hết nước rồi. Đẹp hết cớ không? Có. Đẹp hết cớ à? Rồi thử phỏng vấn chị Sùng nhé. Chị Sùng, thấy đường đẹp như nào? Hả? Đẹp hết cớ không? Có. Xong như nào nữa? Hả? Cười thôi á? À? Cười thôi á? À? Đẹp như nào? Làm đẹp rồi, là tốt rồi. Làm đẹp làm tốt rồi. Làm tốt rồi. Đẹp như đường cao tốc không? À. Hay đẹp như đường hạnh phúc bên kia không? Không có. À, không có à? À? Xấu hơn một tí à? À. Thế vợ Ly Mai, đường đẹp như nào? Hả? Giờ phải đi chào. Hả? Cái gì? Trả lời nào. Đường. Hả? Đường đẹp như nào? Đường đẹp. Đẹp rồi nhưng mà đẹp như nào? Hả? Đẹp thôi. Đẹp thôi á? Chị kia sợ bị phỏng vấn ra chạy trốn rồi. Đây chị này chạy trốn nốt rồi này. Các chị chạy hết rồi. Nó chia mọi người tí thôi, nhưng mà dù sao thì nó cũng là một cái niềm vui chung rồi, ai cũng vui rồi, chắc chắn là như vậy rồi. À, bây giờ đây thôi, phỏng vấn nốt hai chị này, chạy ra uống nước lã này. Nào, này, đường đẹp như nào? Hả? Hả? Không biết á? Xấu hổ chạy mất rồi. Có nước chưa? Nước xuống chưa? À, chưa cho người đi sửa à? À, cho hai người đi xem rồi à? Ừ. Thế nô ra anh hỏi, thế đường đẹp như nào? Đường à? Hả? Để đổ mi tông xong là đẹp. Xong là đẹp thôi á? Xong sao nữa? Đẹp. Xong rồi như nào nữa? Xong thì có đường mới đi. À, xong thì có đường mới đi à? Thế xong rồi sao nữa? Xong thì không biết rồi. Xong thì không biết á? Xong rồi thì phải chịu khó học chứ. À, đúng không? Mấy nay chăm chỉ đấy, hôm nào cũng ra công trường. Bây giờ thì lại phải hôm nào cũng ra làm công trình nhỉ, rất máu. Bây giờ thì lại chờ nước thôi mọi người ạ. Có một đội đi xem nước rồi. Hay là nhà trên nhà tủa hết nước rồi? Không hết được đâu. Không hết được à? Trên nhà tủa nhiều nước lắm à? Thế mà nó lại không chảy xuống đây nữa nhỉ? Có một hồ treo bé tí trên đấy á? Ừ. Đang đổ bon bon này lại hết nước. Cay thật đấy. À, cái bể trên đấy đổ 2 ngày mới hết cả. À, thế thoải mái rồi. Như trời sắp mưa hay sao ấy. Nãy rất là nắng này, bây giờ mây đen nó kéo về rồi các bạn ạ. Khả năng lại sắp mưa rồi. Lại chờ nước thôi. Thôi tranh thủ nghỉ một tí.
hình như là cái đợt đá nghiền này nó mịn hơn cái đợt trước phải, nhưng mặt đường nó khá là nhẵn, nó không lồi lên như cái đoạn phía dưới kia. Bên này cho đang phải kẻ cái vách chống trơn. Ui. Anh thấy cái đống bột đá ấy, có thể là trong chiều nay không hết đâu nhỉ? Không. Thế mai có đổ tiếp không? Mai có đổ, mai chịu làm một đội đi đập đá. Mai lại chia một đội đi đập đá, một đội đổ tiếp đúng không? Ờ. Có biết tối nay có mưa không? Anh thấy tối nay khả năng mưa đấy. Tối nay mưa thì nước tiêu, nước đáy tiêu chảy chạy. À, mưa lại có nhiều nước đúng không? Ừ. Thôi bây giờ cứ mong là buổi tối nó mưa một ít đi nhỉ. Xong ngày nó nắng này thì mình làm cũng được. Chứ nó không mưa thì cũng dở. Đấy, đang làm rất là bon thì nó lại hết mất nước rồi. Rất khó chịu luôn. Không những là mình sốt ruột muốn làm nhanh mà kìa, mọi người đây cũng vậy. Bởi vì là xong đường thì còn đi làm việc khác nữa đúng không? Không thiếu nước thì cũng làm nhanh. Ờ, không thiếu nước thì cũng làm nhanh thôi. Xong việc thì còn đi làm kinh tế nữa. Bây giờ đang mùa giáp hạt rồi. Ngô thì nhiều nhà cũng hết rồi đúng không? Và bây giờ cái ngô năm nay thì lại còn chưa chín, mà nó năm nay ngô còn không có quả cơ. Ngô thì năm nay nó không tốt bao nhiêu. Năm nay ngô không tốt bao nhiêu đâu mọi người. Năm nay là ngô là không năng suất lắm. Vì cũng do hạn hán ấy, nó không ra quả được. Em cứ kể. Có bột đá tơ. Thế cái này chiều làm xong lại phải đậy bạt vào đấy. Đêm nay kiểu gì cũng mưa. Hình như đang có chuẩn bị bão số 1 thì phải đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà tôi không nhầm thì đang có bão số 1 mà không biết nó có lên đến đây không. Chưa nghiên cứu kỹ lắm. Ly đi lấy gạo đâu ấy? Gạo ở đâu ấy? Gạo ở đâu ấy? À, gạo trong xe đấy hả? Ừ, quên mất đấy. Còn 3 tải gạo hôm trước một hộ họ không có đến làm nữa, nên là để mọi người làm gạo ăn luôn. Anh nghĩ là cũng phải cẩn thận tính toán dần, đến sắp mưa đấy em ạ. Đáng đổ bon bon. Chơi đáy kiếu ra nước từ cái đùa bê kia họ làm ấy, họ làm đùa bê kia ấy, nó tất cả số cùng kiếu ra nước, nhưng mà độ bê kia nó kiếu lên bê kia. À thế à? Cái đùa bê kia nó kiếu lại đùa bê kia. Cái này không biết là dùng kiểu gì. Bấm. Ấn vào đâu để nó nổ nhỉ? Hả? À, mở cái này ra. Không ổn rồi mọi người. Thôi. Mình không muốn gãy răng như Ly. Không ổn. Còn nước về chưa? Vẫn chưa biết đoạn tuột à? Anh già, nan giải nhỉ. Hay là hết nước? À no. Cày thế nhỉ?
đi giúp sắp xếp rồi mà có. Rồi, đi cho tao kê bỏ tao đi bóc cửa, hết 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 这个是什么?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 
Nếu mà gãy hết thì còn trồng lại cái khác được. Một nửa có nối được không? Nó có công nghệ nào nối được một nửa cái răng không? Này thôi anh trêu đấy, này hút đi. Gì đấy, vụ gì đấy? À, sao cười vui đấy? Đấy, trêu anh lúa à? Cho đá vào túi quần à? Sau khoảng 30 phút chờ đợi không có nước thì mọi người đã quyết định là hôm nay nghỉ sớm, cũng làm khá là nhiều rồi. Một đội đã bắt đầu đi về rồi. Bây giờ thì chắc là phải vệ sinh máy móc thôi. Nói chung là công đoạn vệ sinh máy móc thì nó cũng khá là quan trọng. Và bây giờ nước nó chảy lẹt đẹt này thì không bó tay rồi. Rồi chỉ chờ chiều nay nó có cơn mưa thôi. Hơi tiếc một chút, cái lúc mình đến mình thấy con đường nó đang được đổ được một đoạn khá là dài thì thấy rất là thích, nhưng mà đúng lúc mình đến được một tí thì nó lại hết nước luôn. Có vẻ nhà mình không mang vận may đến cho mọi người thì phải. Đến cái lúc mà con đường nó làm nên tiết lên trên này, máy móc liệu nó còn ổn không. Mọi người cũng đang cố gắng giữ gìn cho nó thật tốt, cũng hy vọng là mọi thứ nó sẽ ổn định, máy móc nó không có vấn đề gì. Tí phải rửa cả máng nữa là xong. À Ly ơi, có phải che bạt không? Sắp mưa đấy. Ờ, che bạt cả đường với cả xi măng nữa. Cáu đấy nhỉ. Nhẽ ra đổ thêm được một tiếng rưỡi thì nó cũng phải đến được cái đoạn này này, có phải là sướng không? Cáu thật đấy, không có nước cáu thật đấy. Cho rồi, tí phải che đường vào đấy nhá. Ừ, che cả xi măng vào. Anh thấy khả năng cao là sẽ mưa đấy, mưa hy vọng là mai có nước. Ừ, hy vọng là mai sẽ có nước. Cho kẻ đều phết. Lầm lũi một mình kể từ nãy giờ, mọi người ngồi nghỉ rồi. Nói chung là vợ chồng Cho với Mỹ cũng là một cặp vợ chồng mà khá là điển hình và nhanh nhẹn này, xong rồi là tháo vát này, biết việc này, biết nói tiếng phổ thông rồi. Đấy.
cứ nhìn con đường lòng lại thấy vui. Đấy, đoạn này khô rồi này. Vậy là cái khúc cua đầu tiên thì chúng tôi cũng đã chinh phục được rồi. Sẽ còn rất nhiều khúc cua nữa nhưng mà sẽ nhanh thôi. Một lần nữa thì rất là cảm ơn mọi người đã luôn luôn yêu mến và đồng hành cùng Trao cũng như là bà con Hầu Chua. Rất là hy vọng rằng là thời gian tới thì vẫn luôn luôn nhận được cái sự ủng hộ và yêu mến của mọi người để Trao cũng như là tất cả người dân đây có tinh thần để làm con đường một cách nhanh nhất và đẹp nhất cũng như là hiệu quả nhất. Rất là cảm ơn mọi người. Và bây giờ thì có lẽ là Trao xin phép dừng máy tại đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những cái chuyến không phải trong những cái chuyến hành trình nữa mà lâu lắm không được hành trình rồi, và trong những buổi tiếp theo. Đi đâu đây? Em còn đi huyện. Hả? Đi huyện à? Đang quay xe hay là như thế nào? Quay cái xe này hay là cái xe này? Lấy cái xe này à? Đi huyện mua gì đấy? Đi mua một tí. Mua đồ à? Mua thịt à? À, mua tí thịt cho trẻ con à? Không chịu khó, mấy hôm nữa xe máy lên tận nhà rồi. Mấy tháng ấy. Mấy tháng á, làm gì mấy tháng? Mấy tháng. Không, đừng có mấy tháng. Một tháng nữa thôi. Mấy tháng nữa thì lâu quá. Có nước thì làm nhanh. Ừ. Có nước thì làm nhanh. Đấy, một trong những cư dân của ngôi làng bắt đầu được tận hưởng cái con đường này. Đi chợ, đi ra thị trấn rất là dễ dàng. Đi cẩn thận nhá. Anh nhá. Bật máy lên mà đi. Ông ấy trôi dốc luôn không bật máy. Sao thì đấy cũng là những thành quả đầu tiên của tất cả chúng ta, của ngôi làng, cũng của tất cả quý vị khán giả. Nhìn con đường mà mọi người được đi lại như này, mình cũng rất là mừng. Có được rồi. Có lẽ là Trao sẽ cập nhật tiến độ của công trình nhỉ, trong những video tiếp theo. Một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại trong những tập phim tiếp theo.